Một khi đã hết yêu rồi thì bạn có làm gì cũng không khiến họ vừa lòng. Bạn quan tâm họ thì họ lại thấy phiền. Bạn giữ khoảng cách để cho họ được bình yên thì họ lại cho rằng bạn hờ hững vô tâm. Và đáng buồn hơn nữa là khi tình yêu trong tim đã lụi tàn, một nụ hồng mới lại chớm nở, thì họ lại càng có lý do để rút lui khỏi cuộc tình đã cũ. Trên đời này, cay đắng nhất không phải là đoán nghe một lời chia tay, mà cay đắng nhất là chia tay nhưng không được nghe lấy một lý do chính đáng. Hãy chia tay vì hết yêu, chứ đừng bao giờ bao biện rằng chia tay vì không hợp.